Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Dindy Channel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 2 của series mở theo One Piece 07. Trong tập đầu tiên thì như các bạn thấy là nó cũng khá là xui. Thế nhưng chính vì tập 1 nó xui cho nên là tập 2 nó mới bùng nổ các bạn ạ. Đây chính là 12 pack còn lại của cái hộp này. Và biết đâu trong số pack này thì chúng ta sẽ có một cái code pack với 6 lá alternate à. Biết đâu đấy. Như lần trước thì mình cũng đã mở ra được khá nhiều lá rare thường và 3 lá mít đê thường. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có siêu phẩm gì đây, cùng chờ đón nhé. Bạn nào mà xem thấy đoạn này mà chưa ấn like và đăng ký kênh thì nhớ ấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho Dindy nhé. Cuối video này thì mình sẽ có mini game như thường lệ. Ok, mình cũng đang rất hồi hộp, không biết là chúng ta sẽ có big hit gì đây. Rồi, như vậy là phần chuẩn bị đã xong. Chúng ta sẽ đến với pack đầu tiên, First Pack Magic. Xem nào, có phải là code pack? Không phải là code pack rồi. Ok, mình sẽ zoom gần cho các bạn xem. Đây là Foxy và Luffy là Event, con trai của râu trắng này. À, một cái artwork mới của Jinbei, Nico Robin. Ok, một lá Event Capone and ông này là Tiger. Và Tiger đấy, ông này là ở đảo người cá này. Đấy, các bạn nhìn thấy hiệu ứng ở trên ngực này. Một lá rare thường. Ở trong One Piece 07 này thì mình cực kỳ thích cái lá của Nami, thích hơn cả lá manga rare của Bangkok. Ủa cái gì đây? Tiếp tục một lá của Jinbei. À, cái ông nhạc cụ này này, tên là Apu Stage. Một lá character Dadan and à đây rồi, cuối cùng thì em nó đã xuất hiện, cái hit đầu tiên của chúng ta. Một lá đôn Thất Vũ Hải, gồm có Bangkok này, Mihawk là 2 này, Doflamingo là 3, Eco Moria là 4, Kuma là 5. Đây mới có 5 người. Mới có 5 người các bạn. Chưa đủ Thất Vũ Hải. Nhưng đây là một lá đôn rất là đẹp. Okay. Trong mỗi một cái hộp này thì chỉ có một lá đôn thôi nhá. Cái lá này thì nó cũng rẻ thôi, không phải là đắt đâu. Nhưng mà để mà sở hữu được lá này thì các bạn phải mua một bóc như thế này. Còn nếu mua những cái bách lẻ thì nó khá là hên xui, vì trong hộp chỉ có một bách thôi. Và đằng sau thì nó sẽ có màu trắng như thế này. Ok, đây tạm gọi là cái hit nho nhỏ đầu tiên đi ha. Dadan Rare này. Ok, bách thứ 3 trong tập số 2. Code pack đi, không phải. Chúng ta có Fuza. Cái ông này là Moru Garasu. Ông nhà báo. Ok, đây là Zina and Kaku trong phiên bản của CP0, cái ông mũi dài. Kaku là ông hươu cao cổ các bạn. Ui internet out rồi các bạn ơi, để bắt này sau cùng đi. Hai bác liên tiếp. Ok, hai bác đấy để mở sau. Ủa, cái này hình như là Event Rare rồi. Một lá của CP0. Ông này tên là Jisu Moda. Đây là một em gái của One Cup này. Một lá Nidder của Rob Lucci. And một lá Event. Chúng ta có tới 4 lá Nidder. Với số lượng nhiều như này khả năng là không có gold pack rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với pack tiếp theo. Mình sẽ để chúng ta có một lá alternate
của Mankini Dragon. Ô thích hai cái bát kia là cái gì ta? Quân cách mạng Mankini Dragon. Ok. Ok, lá này thì có màu xanh thì nó không phải là lá leader. Mình sẽ cho các bạn xem gần cận cảnh cái lá này. Đây có dấu sao nha các bạn. Ok. Đây là hit đầu tiên. Cái đường vân đẹp chưa? Đấy các bạn nhìn cái đường vân xoắn không? Nó giống như cái đường vân tay vậy. Đó. Mankini Dragon cũng có một lá leader rất là xịn sò. Ok, chúng ta có hit đầu tiên. Hai cái bát kia là bát gì ta? Hay nó chỉ là một tấm super rare thôi nhỉ? Rồi. Jinbei. Ok, chúng ta có một lá SR super rare thường của Mankini Dragon. Ok. Bóc này như là bóc của Dragon rồi. Hai tấm ha. Bóc tiếp theo này. And Echo Moria. Một lá Uncommon. Ok. Và một lá event. Ở đây trận chiến thượng đỉnh thì phải. Bon cốc. Đánh nhau với hải quân để cứu Luffy. Tiếp tục. Maha Chopper. Ông này tên là Piku Pan. Một lá event. Và thêm một lá event rare nữa. Oh my god, chúng ta liệu có double hit hay không? Sanji hồi nhỏ này. Jinbei, Apu, Doflamingo and Chopper rare. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với hai cái pack kia. Ôi, hai cái pack này nếu phải là double hit không nhỉ? Chúng ta có một người em của Ban Cốc, con trai của Râu Trắng này, Whipperu, Ezison, Khalifa. Đây là Hanpaku and đây là nó super rare rồi. Super rare của Bon Cốc. Vậy khả năng cao là cái lá kia cũng là super rare luôn các bạn ạ. Super rare cũng rất là chất nha. Ở trong cái box này mình đoán là cái lá nào của Bon Cốc thì cũng rất là đắt. Đắt hơn những cái lá khác. Ngay cả phiên bản super rare nha. Ok. Và đây khả năng cao cũng sẽ là super rare. Thì chúng ta sẽ có 3 super rare này. Rồi một lá Super Damu của CP0, Quara, Maha, Paku, Zoro and đúng thế. Một lá super rare. Đây là Poruchi. Nhân vật này như là ở trong nhóm của Foxy sẽ phải, không nhớ lắm. Ok, như vậy là hai cái pack mà mình tưởng là hit thì không phải, nó là super rare thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại cho mọi người xem. Ngày hôm nay thì chúng ta có thêm một lá leader thường nữa. Đó, tổng cộng là 4 lá leader nhé. Không có gold pack các bạn ạ. Khá là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta có 3 lá super rare của Dragon, của Bon Cốc và của Poruchi. Ba thì vẫn là đỉnh nhất rồi, không biết là ba bao nhiêu tiền không nhớ. Tí nữa mình sẽ tra.
Và đây là big hit của chúng ta, Monkey D. Dragon. Ôn thế à? Oh. Và thêm một lá đơn nữa. Rồi, thế thì đây là tất cả những cái gì mà có trong cái hộp này. Thì mình nghĩ là cũng khá xui các bạn ạ. Nát Dragon này thì cũng không thể nào gánh được. Kẻ mà có bàn cấp SR thì đẹp hơn. Rồi thế thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục là mini game tặng các bạn 50 thẻ 1P07 à, cả thẻ thường hoặc là thẻ rare luôn nhé. Đây, thẻ thường khá là nhiều. Và đây là thẻ rare. Thì các bạn hãy cho mình một con số ứng với giải đặc biệt số số kiến thiết miền Bắc hôm thứ 7 tuần này. Và bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất trong cái phạm vi cộng trừ 3 thì mình sẽ dành tặng lại 50 thẻ cho người đó ha. À quên nữa, các bạn có thể comment cái nhân vật trong 1P mà các bạn yêu thích nhất, sau đó với chọn số nhé. Ví dụ như là Luffy 13 chẳng hạn. Ok, bạn nào mà trả lời đúng cả cú pháp lẫn số thì mình sẽ tặng lại 50 thẻ. Và chúc các bạn may mắn. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.